Hôm nay em hỏi anh điều gì để ngày đó anh yêu em? Có lẽ anh không trả lời em hết được. Anh yêu em về tất cả những gì em có thì nghe có vẻ ngôn tình. Nhưng lý do để anh yêu em thì chưa bao giờ là đúng. Em à, em là người con gái rất tuyệt vời, rất đặc biệt. Chỉ có em mới cảm được một người như anh. Chỉ có em mới là người đưa anh trở lại cuộc sống này. Tất cả chỉ có em. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Ngày đó ta gặp nhau là duyên hay số trời. Từng bước anh kề bên hướng em đường đi. Từ đó anh nhận ra mình bên nhau rất vui. Học cũng như là chơi, rất thông minh là em. Ngày đó lớp tam của em cùng giúp em qua khó khăn. Anh rất tin vào em, cô học cho xuất sắc. Rồi lá thư anh gửi em là báo tin anh tiến nam. Anh sẽ đi thật xa, em ở lại học ngoan. Dù chúng ta đã xa, tình yêu luôn thắm màu. Hàng không kia đợi em, ước mơ được thực hiện. Dù anh không thể chơi là anh làm khổ đến em rất nhiều, em vẫn tin ở anh kéo anh về cuộc sống. Nguồn ánh nắng kia từ em thực đã sáng soi tim anh. Sau biết bao khổ đau ta mãi đi. Chúng ta đã xa, tình yêu luôn thắm màu. Hàng không kia đợi em, ước mơ được thực hiện. Dù anh không thể tin, thì em vẫn ở đây. Mạnh bước đi cùng anh, khó khăn cùng vượt qua. Quá ham chơi là anh làm khổ đến em rất nhiều. Em vẫn tin ở anh kéo anh về cuộc sống. Nguồn ánh nắng kia từ em từng đã sáng soi tim anh. Sau biết bao khổ đau ta mãi đi. Anh là em, hạnh phúc ta cùng nhau sẽ bước tiếp cùng em đến con đường thành công. Nhiều khó khăn đã qua, nhiều bão giông đã qua, dẫu có thế nào anh sẽ cùng em vượt qua.